chết đầy bí ẩn của một thanh niên làm nghề bảo vệ. Anh ta đã nhảy lầu tự sát tại chính nơi làm việc của mình. Nơi đó còn có tên gọi là giường 13. Ta như ánh trăng sáng trong đêm rồi vụt tắt. Nhìn trăng lên tối nay, tim này bỗng xót xa dẫu biết. Đúng là cái bài hát này rồi. Hàng đêm á, tôi thường hay nghe nó giọng từ bên đây qua nè. Nghe như than như khóc vậy đó. Để tìm hiểu sự thật, chúng tôi sẽ thâm nhập giường 13 vào đúng đêm thứ 6, ngày 13 sắp tới. Cái thằng này á, lúc sống, nó nhìn đó, nó thấy sợ rồi. Nó không bao giờ với ai hết á, toàn xếp mấy con ma nơ canh lại với nhau rồi nói chuyện. Các dòng hồn thường lưu luyến những việc gian dở, họ sẽ nhập vào người sống để tiếp tục công việc của mình, đặc biệt là những cái chết oan. Họ sẽ có ma lực rất mạnh. Họ có thể thoát nhập vào bất cứ người nào, bất cứ giờ nào.